Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm ở giai đoạn 1, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB và các đơn vị tổ chức liên quan tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Trước đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB Bùi Anh Dũng mức án chung thân về tội tham mô tài sản và 15 đến 16 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp mức án đề nghị là chung thân. Theo bản án sơ thẩm, ông Bùi Anh Dũng được Đinh Văn Thành giới thiệu là người hiền lành, không quậy phá nên bà Trương Mỹ Lan đồng ý để ông Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Bị cáo này giúp sức tích cực trong việc ký hợp thức hồ sơ 611 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 291.867 tỷ đồng. Bị cáo Dũng được bà Lan trả lương khoảng 500 triệu đồng một tháng và thưởng Tết năm 2020, năm 2021 là 40 tỷ đồng. Bào chữa cho bản thân, luật sư cho rằng bị cáo Dũng phạm tội với vai trò mờ nhạt, hạn chế và không phụ lợi, bởi bị cáo này không trực tiếp lĩnh hội ý chỉ của bị cáo Lan, mà chỉ thực hiện một thủ tục trong quy trình lớn, không tham gia lập hồ sơ vay, giải ngân, chuyển tiền ra khỏi SCB. Cạnh đó, thiệt hại mà bị cáo Dũng gây ra thấp hơn nhiều so với các bị cáo khác. Bị cáo Trương Mỹ Lan là người có quyền quyết định mọi hoạt động của SCB, bao gồm nhân sự cấp cao, ban giám đốc và bị cáo Dũng không ngoại lệ. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết mà bị cáo Lan trình bày tại tòa phúc thẩm đã cho bị cáo Dũng tiền thưởng Tết 2 năm là 4 tỷ đồng, không phải là 40 tỷ đồng. Bị cáo Dũng cũng đã trình bày do hoang mang, lo lắng nên đã khai sai số tiền từ 4 tỷ đồng thành 40 tỷ đồng. Cạnh đó, trong giai đoạn năm 2020 năm 2021, đang dịch Covid-19, kinh tế khó khăn nên không thể thưởng số tiền lên đến 40 tỷ đồng. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo Dũng khi chỉ nhận 4 tỷ đồng từ bị cáo Lan. Hiện bị cáo Dũng đã nộp 5 tỷ đồng là đã nộp dư. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm lại buộc bị cáo Dũng nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Lan. Luật sư trình bày thêm, bị cáo Dũng có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều bằng khen, kỷ niệm chương và chủ động phối hợp với cơ quan điều tra. Bị cáo Dũng tự nguyện dùng tài sản là tiền tiết kiệm, cổ phần, tổng cộng hơn 6,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới, hủy bỏ lệnh kê biên căn nhà vì bị cáo không có trách nhiệm bồi thường cho vụ án, bác bỏ việc bị cáo buộc nộp lại 35 tỷ đồng. Từ đó, xuống mức hình phạt có thời hạn. Bào chữa bổ sung, cựu chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư. Bị cáo Dũng nghĩ mình làm công ăn lương, không can thiệp những quyết định kinh doanh. Bị cáo này rất ăn năn hối cải hành vi đã gây ra ảnh hưởng đến anh, em tại SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan. Phiên tòa tiếp tục phần bào chữa của các luật sư. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.